Có hai lộ trình. Lời Phật dạy: có hai đường đi, một là đường ác, hai là đường thiện. Người làm ác, từ đường ác đến chỗ khổ. Người làm lành, dạo chơi đường lành đến chỗ vui. Tăng Nhất A Hàm, tập 3, trang 498. Chú giải: đạo Phật chỉ dạy rất rõ ràng về cuộc sống của con người. Cuộc sống của con người chia làm hai con đường. Một, con đường sống lối ác. Hai, con đường sống lối thiện. Người tu theo Phật giáo chọn lấy con đường sống thiện để đi. Vì thế, họ luôn luôn sống thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc. Con đường thiện là con đường sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đó là con đường đạo đức nhân bản nhân quả, con đường cao quý nhất của đời người. Những người nào chọn Phật giáo làm chỗ nương tựa vững chắc để sống một đời sống có đạo đức, có đầy đủ nhân cách làm người, có đầy đủ trực hạnh, thắng hạnh, diệu hạnh của bậc thánh nhân, vân vân. Đó là đạo lộ duy nhất của Phật giáo. Thế mà Phật giáo ngày nay có 84.000 đạo lộ. Như vậy, quý vị có tin được không? Những người nào chọn lấy con đường ác thì đó là con đường phàm phu đi, con đường tội lỗi, con đường sống vô đạo đức, con đường đầy rẫy tham sân si mạn nghi, con đường luôn luôn làm khổ mình, làm khổ người và làm khổ tất cả chúng sanh, con đường ích kỷ cá nhân, con đường đầy rẫy những sự khổ đau. Vì thế, đời sống của họ khổ đau vô cùng, vô tận. Họ luôn luôn sống trong những ngày mai đen tối, trong những khu rừng âm u, ảm đạm, buồn tẻ, không một chút ánh sáng thoát khổ. Thưa các bạn, đọc đoạn kinh trên đây, các bạn quan sát lại đường lối tu tập của đạo Phật thì các bạn sẽ nhận ra được nền đạo đức nhân bản nhân quả một cách cụ thể, rõ ràng như đã nói ở trên. Vì thế, pháp môn hướng dẫn tu tập của Phật giáo rất đơn giản. Chỉ cần biết nhận ra thiện pháp và ác pháp. Và khi nhận ra thiện pháp và ác pháp thì các bạn phải ngăn và diệt ác pháp. Không được để trong tâm dù chỉ là một giây, một sát na, cũng phải diệt trừ, từ bỏ ngay liền. Có như vậy mới thấy Phật giáo giải thoát thiết thực, cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của đời người. Đến để mà thấy, để mà hướng thượng. Thiện và ác tức là nhân quả. Do nhân quả mà con người có vui, có khổ. Hiểu được điều này nên Đức Phật dạy cho chúng ta chọn lấy con đường thiện. Dù tu sĩ hay cư sĩ, là tín đồ hay không phải là tín đồ của Phật giáo, vì lợi ích cho mình, cho người, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước, quê hương, các bạn đều phải tập luyện và sống trong nền đạo đức này. Nó sẽ giúp các bạn không còn khổ đau. Các bạn có biết không? Do lợi ích thiết thực cho loài người như vậy, nên Đức Phật dạy cho mọi người sống phải siêng năng, cần mẫn, hàng ngày tu tập, ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp. Đó là bốn điều siêng năng, chuyên cần, quan trọng trong Phật giáo mà người tín đồ nào cũng phải biết, cũng phải tập tu, chứ không phải siêng năng, cúng bái, cầu nguyện tụng niệm, ngồi thiền, vân vân. Phương pháp tu tập này còn có tên gọi là tứ chánh cần. Nếu ai không nghe lời dạy này, không thực hiện ngăn ác, diệt ác pháp, thì người ấy đang chọn con đường ác để đi. Suốt cuộc đời mình luôn luôn gánh chịu nhiều tai ương, hoạn nạn, khổ đau, vân vân. Đi trên con đường ác ấy, không thể có người nào tránh khỏi đau khổ được. Và cứ thế tiếp tục tương ưng luân hồi từ kiếp này đến kiếp khác, thọ khổ vô lượng vô biên kiếp. Đạo Phật gọi đó là tái sanh luân hồi khổ đau triền miên bất tận. Những ai nghe và tin theo lời dạy này thường sống ngăn ác và diệt ác pháp, luôn sống sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp,
thì người ấy đã chọn đi trên con đường thiện. Và vì thế, đời sống của họ sẽ được thảnh thơi, an vui và hạnh phúc. Sau khi chết, sẽ tương ưng với sự giải thoát của chư Phật, nên chấm dứt tái sanh luân hồi. Thưa các bạn, nếu các bạn chọn con đường thiện này, là các bạn đã xây dựng cho mình một cuộc sống ngay tại thế gian này, là cõi cực lạc hay thiên đàng. Đó chính là bạn đã tự thắp đuốc lên mà đi, và cũng chính bạn đã lấy mình làm hòn đảo nương tựa vững chắc cho mình. Những việc làm này, các bạn có tin không? Bảo đảm với các bạn, con đường tu tập này, nếu các bạn tu tập ít thì có lợi ích ít, còn bạn cố gắng tu tập nhiều thì có lợi ích nhiều. Pháp tu hành này cũng giống như công việc làm hàng ngày của các bạn. Pháp tu hành này giống như bạn sống phải ăn, ăn để sống. Pháp tu hành này có tu tập thì tâm bạn thanh thản, an lạc và vô sự. Còn không tu tập thì các bạn sẽ phải chịu nhiều khổ đau, phiền muộn, vân vân. Chọn lấy con đường thiện để sống thì các bạn đâu cần gì phải cầu an cầu siêu, đâu cần gì phải tụng kinh lạy hồng danh chư Phật sám hối chi cho mệt, đâu cần gì phải ngồi thiền ức chế tâm cho hết vọng tưởng để chịu đau chân, căng đầu, mệt óc, cuối cùng sanh ra loạn tưởng, bệnh thần kinh điên loạn, mất trí nhớ. Chính Đức Phật đã xác định: ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiện, tăng trưởng thiện pháp là định tư cụ, tức là phương pháp tu thiền định. Vậy mà thời nay người ta tu theo thiền định Phật giáo lại không tu theo pháp này, không tu theo pháp này mà bảo rằng tu theo Phật giáo, thì các bạn nghĩ sao? Có đúng không? Những pháp hành như vậy chúng ta có tin không? Tu theo pháp của Phật mà không giống lời dạy của Phật chút nào cả thì thật là buồn cười cho những ai còn đam mê Đại Thừa và Thiền Tông, sống trong ảo tưởng, mộng mơ như đang trong một giấc mộng dài của Đại Thừa